ai sẽ cầm trịch trên bán đảo Triều Tiên. Càng gần đến ngày mùng 1 tháng 8, bất chấp những cảnh báo từ Triều Tiên, việc Mỹ Hàn tập trận chung lại càng làm cho tình hình trên bán đảo Triều Tiên nóng lên. Trong khi đó, những thay đổi bất ngờ và khó lường thời gian gần đây khiến dư luận phải đặt câu hỏi ai là người nắm thế chủ động trong ván cờ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Nếu Mỹ và Hàn Quốc quyết định tiếp tục các cuộc tập trận chung thì đây không phải là một quyết định hay, bởi khi đó, Triều Tiên có thể nói rằng điều này có thể gây tác động xấu đến Triều Tiên và có thể đẩy tình hình khu vực rơi vào khủng hoảng. Tiến sĩ Lyudmila Kupina, nhà phân tích thuộc Viện Nghiên cứu Kinh tế và Quan hệ Quốc tế Primakap, LB Nga nhận định cả Mỹ và Hàn Quốc sẽ phải cân nhắc rất kỹ về việc này. Mỹ và Hàn Quốc sẽ bắt đầu cuộc tập trận vào ngày mùng 1 tháng 8 tới đây bất chấp những cảnh báo từ Bình Nhưỡng và việc Triều Tiên phóng vũ khí dẫn đường chiến thuật mới hôm 25 tháng 7 và một số tên lửa không xác định sáng sớm 31 tháng 7 được cho là tín hiệu không hài lòng Bình Nhưỡng, nếu không muốn nói là giận dữ đối với cuộc tập trận Mỹ-Hàn sắp tới. Nguồn tin từ giới chức Hàn Quốc cho biết, một trong hai tên lửa Triều Tiên phóng ra biển sáng ngày 25 tháng 7 đã bay được 690 km và là một loại tên lửa mới mà Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JCS chưa từng thấy trước đây. Có vẻ như vụ phóng tên lửa hôm 25 tháng 7 của Triều Tiên là một chiến thuật đàm phán kinh điển khi đối phó với Washington. Triều Tiên sẽ không có lý do gì để hài lòng với các cuộc tập trận Mỹ-Hàn bởi các cuộc tập trận này đã diễn ra liên tục trong nhiều năm qua đe dọa an ninh của Triều Tiên. Nhà phân tích Lee Ang Tờ Oanh Na, Đại học Nanyang, Singapore phân tích. Hàn Quốc, từ chủ thể có biến thành khách thể. Dù Hàn Quốc cố giảm nhẹ quy mô và mức độ, nhưng việc Mỹ vẫn tiến hành cuộc tập trận với Hàn Quốc là vi phạm thỏa thuận của hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều tại các thượng đỉnh trước đó. Tuy nhiên, không phải ngẫu nhiên Seoul vẫn muốn duy trì một cuộc tập trận thường niên như vậy với Washington. Ngoài chiếc ô an ninh, Hàn Quốc có lẽ còn có những tính toán khác. Nhà phân tích Ian Kalins thuộc Quỹ trao đổi câu on nhận định, theo ông Ian Kalins, gần đây có nhiều giả thuyết cho thấy một sự hoán đổi rõ rệt về vị trí trên bán đảo Triều Tiên. Thời điểm một năm trước, khi Thượng đỉnh Liên Triều đầu tiên được tổ chức tháng 4 năm 2018 và Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ Triều đầu tiên được tổ chức ở Singapore tháng 6 năm 2018, bầu không khí trên bán đảo Triều Tiên tràn đầy một sự hồ hởi. Vai trò cầu nối của Hàn Quốc và cá nhân Tổng thống Moon Jae-in rất rõ rệt. Thậm chí người ta đã nói tới một giải Nobel hòa bình cho Tổng thống Moon Jae-in. Nhưng một năm sau, việc Mỹ-Triều không đạt được thỏa thuận chung ở Hội nghị Thượng đỉnh lần 2 tại Hà Nội tháng 2 năm 2019, đặc biệt là chuyến thăm Triều Tiên chưa từng có tiền lệ của ông Tập Cận Bình và cuộc gặp lần 3 kéo dài 50 phút giữa hai nhà lãnh đạo Kim Dong-un và Da Nơ Trăm mang nhiều hàm ý khác. Một tam giác ngoại giao mới giữa ông Da Nơ Trăm, ông Tập Cận Bình và ông Kim Dong-un đã hình thành. Và điều kỳ lạ là vai trò của Seoul có vẻ như bị tan biến như bong bóng xà phòng. Các mối quan hệ đang tiến triển trên mối quan hệ cá nhân giữa Chủ tịch Kim Dong-un và Tổng thống Mỹ. Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố mới đây, chính quyền Seoul nên quan tâm hơn đến công việc của họ. Trả lời câu hỏi của Vova, tiến sĩ Lyudmila Kupina, Viện Nghiên cứu Quốc gia Kinh tế và Quan hệ Quốc tế Primakap, LB Nga, còn nhấn mạnh đã có một sự thay đổi quan trọng trong cách tiếp cận của các bên. Rất có thể cuộc tập trận Mỹ-Hàn ngày mùng 1 tháng 8 tới đây là thông điệp mà Seoul muốn nhắc nhở Triều Tiên rằng họ mới là người anh em mà Bình Nhưỡng thực sự cần. Cuộc chơi của các ông lớn. Ngay trước khi nhậm chức, ông Da Nơ Trăm đã nhận được một lời nhắn từ người tiền nhiệm Barack Obama rằng Triều Tiên sẽ là thách thức chính sách đối ngoại lớn nhất đối với chính quyền mới. Tuy nhiên, 2 năm rưỡi sau đó, có vẻ như ông Obama đã đưa ra một cảnh báo thừa. Bởi sau 2 cuộc gặp thượng đỉnh và 1 cuộc gặp ngắn 50 phút ở bàn môn điếm, tình bạn cá nhân giữa ông Da Nơ Trăm và ông Kim Dong-un bất ngờ trở nên thắm thiết. Có lẽ tiếp tục đối thoại với Triều Tiên là một ý tưởng hay và những khoảnh khắc mang tính biểu tượng như cuộc gặp Trăm Kim hôm 30 tháng 6 ở bàn môn điếm có thể giúp các cuộc đàm phán thực chất hơn. Tuy nhiên, có rất ít thay đổi kể từ sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều đầu tiên ở Singapore. Chuyên gia phân tích tại Viện Seji ông Chi Ong Se ông Trang nhận định các vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên là một thông điệp mạnh mẽ và nên được xem là một phần động thái phản đối của Bình Nhưỡng đối với cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn Quốc ngày mùng 1 tháng 8 tới. Không ai có thể phủ nhận tầm ảnh hưởng rất lớn của Washington đến mối quan hệ hai miền Triều Tiên. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Lyudmila Kupina, nhà phân tích thuộc Viện Nghiên cứu Kinh tế và Quan hệ Quốc tế Primakap, LB Nga, cá nhân ông Da Nơ Trăm muốn lái các cuộc đàm phán theo ý của mình. Ông Trump dành rất nhiều sự quan tâm cho vấn đề này và sự tương đồng trong cá tính mạnh mẽ của cả hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên có thể chính là chìa khóa để cả hai bên tiếp tục đối thoại với nhau. Nếu như sự sốt ruột của Bình Nhưỡng là một rủi ro đối với Washington thì nó lại là một cơ hội đối với Bắc Kinh.
không ai khác ngoài Bắc Kinh có thể nắm cơ hội vàng này. Trung Quốc đóng vai trò quan trọng đối với Triều Tiên. Tiến sĩ Luciano Bunyin Aga, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Xã hội, Đại học Abitayin Zemzikan A phân tích. Với vị thế là đối tác thương mại lớn của Triều Tiên cũng như là nước có tác động lớn đối với Triều Tiên từ trước đến nay, Trung Quốc vẫn nhận thấy tiềm năng hợp tác phát triển với Triều Tiên là rất lớn và hoạt động giao thương tại các thành phố dọc biên giới hai nước sẽ trở nên nhộn nhịp hơn nhiều nếu quá trình tái thống nhất hai miền Triều Tiên diễn ra và lệnh trừng phạt được dỡ bỏ hoặc thậm chí là nếu việc tái thống nhất hai miền Triều Tiên không diễn ra mà chỉ có các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ. Như vậy, có thể thấy, Trung Quốc là nước có ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ quá trình này. Hai vấn đề vướng mắc nhất của Triều Tiên hiện nay là phi hạt nhân hóa và làm sao đủ cơm no, áo ấm. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, BAC, hôm 26 tháng 7 ước tính nền kinh tế Triều Tiên trong năm 2018 đã tăng trưởng âm 4,1%, đã suy giảm mạnh nhất trong 21 năm qua. Nếu không duy trì được chuyện cơm, áo, gạo, tiền và mức sống tối thiểu cho người dân, quyền lực của ông Kim Dong-un có thể bị sụp đổ. Tất nhiên, Trung Quốc hiểu rõ điều này. Tiến sĩ Luciano Bunyin Aga nhấn mạnh thêm rằng, Trung Quốc không chỉ quan trọng với Triều Tiên mà còn với cả Hàn Quốc. Ông so sánh ngay từ năm 2001, Trung Quốc và Mỹ đã luôn rượt đuổi nhau về ảnh hưởng kinh tế trên bán đảo Triều Tiên. Từ năm 2010-2018, bán đảo Triều Tiên luôn nhập khẩu khoảng 30-34% trang thiết bị điện năng, hàng hóa của Trung Quốc. Trong khi đó, con số trên chỉ dao động từ 17-19% đối với việc nhập khẩu hàng hóa Mỹ. Vậy, Triều Tiên có trở thành một mặt trận mới để Mỹ-Trung Quốc đỏ sức hay không? Bên lề hội thảo quốc tế hòa bình trên bán đảo Triều Tiên mới đây ở Seoul, ba từ khóa để mô tả tình hình bán đảo Triều Tiên là Đa Nợ Trăm, Hua Đơ Ai và Nhân Quyền. Cụm từ Đa Nợ Trăm ám chỉ ảnh hưởng vai trò và sự lên xuống thất thường và khó lường trong quan hệ Mỹ-Triều Tiên. Trong khi đó, từ khóa Hua Đơ Ai mô tả cạnh tranh địa chính trị gay gắt Mỹ-Trung từ thương mại đã lan sang công nghệ với một cảnh báo mạnh hơn nữa. Với việc cấm cửa Hua Đơ Ai, Mỹ đã làm gián đoạn dây chuyền cung cấp cho thế giới trong lĩnh vực công nghệ cao và buộc Trung Quốc phải tính tới những nước cờ mấu chốt. Tại thượng đỉnh G20 cuối tháng 6 năm 2019, hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung đã gặp nhau và kết quả thật hồ hởi cho nhà lãnh đạo Trung Quốc khi sau G20, Tổng thống Donald Trump đã giảm bớt một số hạn chế của Washington đối với Hua Đơ Ai. Đổi lại, truyền thông toàn cầu đồng loạt phát đi hình ảnh hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều gặp gỡ tay bắt mặt mừng ở bàn môn điếm và nhắc đi nhắc lại cụm từ lịch sử. Tất nhiên, mọi chuyện đều có lý do của nó. Việc nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm Triều Tiên một tuần trước hội nghị G20 được cho là làm tăng giá trị của nước cờ Triều Tiên trước cuộc đàm phán với Tổng thống Mỹ tại G20. Ông Tập Cận Bình nhiều lần ngỏ ý rằng Trung Quốc sẵn sàng giúp đỡ Triều Tiên giải quyết các mối quan tâm về an ninh và phát triển hợp lý với khả năng cho phép. Từ những phát biểu của Trung Quốc trong và sau chuyến thăm Triều Tiên, có thể thấy rằng chương trình nghị sự của ông Tập Cận Bình không chỉ dừng lại ở những lợi ích chiến thuật trước mắt. Tiến sĩ Hi Hờ Oan Hoanh, Đại học Seoul, đã nhấn mạnh, trong cuộc họp báo tại Hà Nội, Tổng thống Trump đã thừa nhận Trung Quốc có ảnh hưởng mạnh mẽ đến Triều Tiên. Tuy nhiên, lịch sử 70 năm mối quan hệ Trung Triều và những động thái gần đây cho thấy Triều Tiên rõ ràng không muốn trở thành quân bài của Trung Quốc. Nhưng Triều Tiên có thể trông cậy vào ai? Sự kiện Chủ tịch Triều Tiên Kim Dong-un thăm chính thức nước Nga hồi tháng 4 năm 2019 là một ví dụ khác cho thấy Nga đã tranh thủ được sự tin cậy của ông Kim Dong-un và trở thành một đối tác lớn của Triều Tiên sau Trung Quốc. Tất nhiên, Triều Tiên hiểu rõ điều này và họ đang tận dụng các cơ hội nắm bắt được trong quan hệ với đối tác Nga. Bằng những cách khác nhau, cả ba ông lớn Mỹ, Trung Quốc và Nga đều muốn thúc đẩy vai trò của mình trên bán đảo Triều Tiên. Chỉ có điều, ai là người cầm trịch của cuộc chơi tiếp tục là câu hỏi ngỏ. Học giả Ian Patrick Kalins, quỹ trao đổi câu on chuyên về Triều Tiên phân tích, trong thời kỳ chiến lược cạnh tranh địa chiến lược ngày càng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ tập trung hơn vào việc duy trì ảnh hưởng địa chính trị của mình trên bán đảo Triều Tiên. Trung Quốc muốn chứng tỏ rằng họ vẫn là một đối tác có ích và không thể thiếu trong việc giải quyết hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Mỹ Donald Trump với chính sách America First và cuộc bầu cử đang đến gần chắc chắn muốn duy trì một thế cân bằng với Trung Quốc, đồng thời giảm thiểu ảnh hưởng của Bắc Kinh trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, ông Trump có thể kiềm chế Trung Quốc hay không, hoặc cản bớt sự chi phối của Bắc Kinh đối với bán đảo Triều Tiên hay không còn là một câu hỏi ngỏ. Trong khi đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Dong-un luôn muốn xóa bỏ cấm vận như một điều kiện để giải giáp vũ khí hạt nhân và duy trì kinh tế, để đảm bảo sự ổn định quyền lực. Trung Quốc thì muốn dựa vào Triều Tiên để thúc đẩy những tính toán chiến lược với Mỹ. Rõ ràng bộ ba tam giác này đang tạo ra một thế cờ xoáy rất khó dự đoán. Theo đó, người này phải dựa vào người kia để có được điều họ mong muốn.
Trong cuộc gặp gỡ báo chí mới đây, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Dong-kwon tiếp tục khẳng định Hàn Quốc sẽ dẫn dắt quá trình thống nhất bán đảo Triều Tiên. Với tình hình thực tế hiện nay, xem ra ông Kim Dong-kwon sẽ gặp nhiều khó khăn để thực hiện mục tiêu trên. Một khi sức ảnh hưởng của Trung Quốc và Mỹ quá lớn, con đường thống nhất trên bán đảo Triều Tiên sẽ còn nhiều bất chắc. Trả lời câu hỏi của Vô Vờ, nhà nghiên cứu Lee Ang Tờ Oanh Na, nghiên cứu sinh Đại học Nanjing, Singapore, nói rằng tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên là rất khó khăn và sẽ là một chặng đường dài. Theo Hồ Điệp, VOV1, bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh để nhận được nhiều thông tin mới nhất.